Em bảo gửi vị trí nha, có lẽ là anh trai là không biết gửi vị trí qua Zalo. Thì cho em mượn cái chứng minh nhân dân của anh. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Hello, em có anh Trần Gỗ Miền Bắc. Mến chào tất cả các bác anh chị em. Nếu như mà anh chị em có xem clip trước đó của em Khánh thì là em Khánh đi ký ở Tân Liên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ở đây là ông trai Thành Long em. Thì bây giờ là hai anh em sẽ qua An Dương, vẫn là Hải Phòng các bác nhá, để ký một công trình Trần Gỗ Xoan nữa cho một anh trai có tại đây. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đến nơi em sẽ quay tất cả mọi người xem. Và em là Khánh bên Trần Gỗ Miền Bắc. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Anh à, em vừa qua cầu Trạm Bạc rồi anh ơi. Nhà thờ gì ạ? Nhà thờ bên tay phải. À, anh biết đạo à? Em cũng thế này. À, vậy thì anh em mình cùng đạo công giáo rồi. Ok, nhà thờ Tràng Duệ đúng không ạ? Ok, ok, em... Ok, em nhìn thấy nhà thờ rồi. À, đây là nhà thờ Trạm Bạc à? À, bây giờ là nhà thờ Tràng Duệ. Ok, ok, ok anh, dạ vâng, dạ vâng. Các bác chị thân mến, là như vậy là thực sự là em cũng cảm thấy vui, bởi vì đơn giản một điều là em là một người công giáo, là người theo đạo Thiên Chúa. Cho nên là nếu như mà em nhận được những công trình nào mà những người mà cùng đạo công giáo, em vui lắm, vui thực sự. Đó, thì bây giờ là bọn em sẽ vào nhà thờ Tràng Duệ. Xoan giá tháng 6 rất là rẻ các bác nhé. Giá rất là rẻ, cho nên anh chị em liên hệ sớm em thì là được giá rất là tốt. Tại vì sao? Bởi vì là nhiều anh chị bảo báo giá cho anh, thực sự là sao báo được. Bởi vì bọn em phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là giá bọn em nhập phôi như nào, nhưng rất là như vậy. Thứ hai là chúng em phải phụ thuộc vào nguyên vật liệu liên quan đến cái đồ gỗ bọn em làm. Thứ ba còn nhân công nữa cơ. Nói thật, thực sự luôn, nếu như mà các bác anh chị em có làm nghề, các bác biết rằng là bọn em làm vất vả như thế nào, thực sự luôn. Làm đúng nghĩa là từ làm đam mê đấy các bác. Nhiều các bác anh chị em bảo ồ làm trần gỗ lãi lắm, nhưng mà thực sự là có làm mới biết. Nhiều công đoạn tỉ mỉ tỉ mẩn, nó thực sự là vất vả vô cùng. Thôi, nói chung là có nghề nào nó cũng có nghiệp đó thôi. Cho nên là thôi, cùng cố gắng vậy nhá. Cảm ơn tất cả các bác anh chị em rất là nhiều, và tới nơi em sẽ quay tất cả mọi người xem. Toàn ngon đấy cái gì? Toàn xoài non đấy. Ở trong đây là nhà thờ Tràng Duệ các bác nhá. Thì bọn em sẽ đi vào nhà thờ Tràng Duệ, bởi vì anh trai bởi chỉ và cứ đến nhà thờ Tràng Duệ thì điện cho anh. Bởi vì em nghĩ rằng là nhà anh cũng sát nhà thờ đó. Em bảo gửi vị trí nha, có lẽ là anh trai là không biết gửi vị trí qua Zalo, cho nên là anh chỉ giáo họ chứ không phải giáo xứ nhỉ. Anh à, anh Thuận đúng không ạ? Dạ vâng. Em là Khánh. Ôi, nhà mình ở đâu anh nhỉ? Dạ vâng. Bà Long ơi, anh để xe ngoài đây anh nhỉ? Cứ để xe ngoài đây bà Long. Chào cô. Tiểu Quang được sớm luôn, nhưng mà căn bản là ngồi bên kia khá là lâu. Đây là trần bê tông à? Đây bê tông. Thì có mà 6 mét hơn 60 mét hơn 60 mét. 6 bằng 6 bằng. Đâu là cái vách này? Vách rộng là 36. Cao bao nhiêu? 34. Ở như cô anh báo với anh ấy, thì là nếu anh ok thì anh mình làm hợp đồng. Rồi anh em thanh niên. Okay. Cho em mượn cái chứng minh nhân dân của anh hoặc là căn cước, anh mình làm việc cho nó nhanh gọn. Thanh niên. Nhà chị. Anh là nghề cũng thế thôi, bọn em là nghề. Thực ra như này, bọn em rất là vui khi mà thứ nhất là gặp đúng người công giáo nữa. Cũng hiếm khi đi mà gặp đúng người công giáo. Người công giáo ít quá. Dạ vâng. Đi Thái Bình thì nhiều. Bọn em là Thái Bình thì nhiều. Thái Bình là cái nôi rồi. Nôi Thái Bình, Nam Định thì nhiều lắm. Đây mình ở ngoài này nó không được như là sao đấy, nói chung là gì
gì đâu, mình phải từ thiên nắng mình bảo rất bảo luôn. Phạm Văn Thuận. Báo giá thế này thống nhất là như thế, dạ bắt vâng. Động anh em làm rồi. Trước là sau quen, dạ chất vâng. Lượng thôi. Nhất trí, nhất trí anh. Dạ anh ký và ghi rõ họ tên cho anh. Anh nhá, cảm ơn anh. Thì là hẹn ngày lắp đặt sớm nhất là em sẽ báo anh sớm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chào anh nhá. Dạ vâng. Em vào đây. Vào đây ạ. À, như vậy là rất là cảm ơn anh Thuận có tại ở Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng. Thì bây giờ bọn em sẽ di chuyển về trên Bắc Giang, công trình trên Sơn Động anh em đang lắp đặt trên đó. Cảm ơn anh Thuận rất là nhiều và cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã quan tâm ủng hộ và sử dụng những cái sản phẩm của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Và kia là ông anh trai Thành Long, lúc nào cũng có cả hai anh em cả đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đôi khi là em cũng, người ta bảo là tôn sư trọng đạo mà các bác, cũng phải để ông anh trai của mình đi trước, ông tư vấn làm sao cho những cái mẫu mã làm sao cho nó phù hợp nhất với gia chủ đó. Em rất là may mắn khi mà đi nhận công trình ở đại đa số. À, tất nhiên là đã thì không đúng, còn đôi khi cũng gặp những gia đình mà người công giáo, đó là một cái niềm rất là vui. Đứng Trần Gỗ Miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.